Chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp Đại tá Nguyễn Thiên Quân, Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đến chào xã giao, nhân dịp nhận công tác tại Vùng 3 Hải quân. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng Đại tá Nguyễn Thiên Quân được Bộ Quốc phòng tín nhiệm giao giữ trọng trách mới tại Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân và đánh giá cao sự phối hợp hỗ trợ của vùng 3 Hải quân với Đà Nẵng suốt thời gian qua. Trong đó có việc huấn luyện lực lượng dân quân thường trực, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, cùng tháo gỡ các khó khăn vướng mắt còn tồn tại, phối hợp hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Thiên Quân cảm ơn tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo thành phố, cũng như sự quan tâm phối hợp của các sở ngành với vùng 3 hải quân để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đại tá Nguyễn Thiên Quân cũng thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ của vùng 3 trong thời gian qua và mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các cơ quan, ban ngành, lực lượng vũ trang trên địa bàn trong việc phối hợp chia sẻ thông tin tạo mối đoàn kết gắn bó, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.